Huwag niyan! Chị kia, chị có nghĩ người thổi sáo đó là một trang nam nhi tuấn tú hào sảng không? Đồ ngốc, lỡ là con gái thì sao? Tiểu thư. Dạ tiểu thư, mất con mèo cô phu nhân rồi ạ. Sao em lại để mất vậy? Chị, dạ tại vì sáng nay em mở lồng cho ăn thì không thấy. Chị, mẹ về sẽ trách mắng chúng ta mất. Không sao, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm. Sao em không đi tìm mèo mà đứng tập thò ở nhà người ta vậy? Dạ đại thiếu thư, nhị thiếu thư. Dạ vừa nãy em thấy con mèo nhà mình nó chạy qua bên đấy ạ. Giờ phải làm sao ạ? Con mèo đấy phu nhân quý lắm ạ. Phu nhân mà biết thì phải làm thế nào ạ? Thôi được rồi, để ta đi vào tìm. Nhưng mà hôm trước em vừa thấy có người vừa chuyển đến ở rồi ạ. Giờ sao hả chị? Không sao đâu em ạ. Chúng ta chỉ vào tìm mèo của mình thôi mà. Đi theo ta. Chị, thị nữ đã qua bên kia tìm rồi. Để em qua bên này tìm coi nhá. Có con mèo lạc vào vườn nhà chúng ta. Hình như chân nó bị thương rồi. Đưa ta xem.
Không biết con mèo này nhà ai nữa. Đó là con mèo nhà tiểu nữ. Xin công tử cho tiểu nữ xin lại. Thì ra đó là mèo nhà tiểu thư. Con mèo này bị thương rồi, tiểu thư mau mang nó về chữa trị. À, công tử có sao không ạ? Ta không sao. Công tử không sao thật chứ? Ta không sao. Chắc con mèo bị thương nên nó mới như vậy. Tiểu thư mau mang nó về chữa trị. Cảm ơn công tử. Tiểu thư. Ta đây. Tiểu thư sao người lại chạy như vậy ạ? Không có gì cả. Vậy con mẹ... Cái đó... Chị ơi. Sao em tìm được mèo con vậy? Em thấy nó ở gần đây thôi. À vậy sao? Ôi hết hồn. May quá. Em chỉ sợ phu nhân về mắng em thôi ạ. Từ lần sau em nhớ phải cẩn thận. Dạ. Đó. Mèo con hư lắm đó biết chưa. Sao vậy chị? Phải chăng đây là một ngôi mộ? Đó quả thật là một nấm mộ. Nấm mộ sao trong tiết thanh minh hương khói lại vắng tanh thế này? Nếu không nhầm, hình như đây là mộ của nàng Đạm Tiên. Chuyện kể ra cũng đã ngót mấy chục năm. Xưa, nàng ấy là ca nhi nổi tiếng một vùng, có tài có sắc. Người ra kẻ vào nghe nàng hát, nàng dung nhan nàng đông như hội. Vậy mà sao? Em kể tiếp đi. Ấy dày dưng thế khi độ tuổi còn xuân thì từ đó không còn ai nhắc đến nàng, cũng như không có ai đến viếng thăm mộ nàng một lần nào nữa. Xuống làm ma không chồng. Cho cầu mong nàng nơi ấy
không còn phải chịu đựng kiếp trầm luân cuộc đời. Chỉ là người dưng, sao phải khóc thương ạ? Đàn bà mang lấy kiếp hồng nhan, từ xưa tới nay, có ai thoát khỏi hai chữ bạc mệnh đâu em. Nghĩ đến nàng nằm đó với nấm mùa lạnh, mà lòng bi ai thương cảm. Người như nàng thật đáng thương, hãy để ta thắp cho nàng nén nhang tỏ lòng cảm mến và sự tương hộ ngày hôm nay. Thôi, trời đã xế chiều, chúng ta mau đi tả mộ rồi về, kẻo bố mẹ lo lắng. Đúng vậy đó chị. Vương Quan. Kim Trọng Huynh. Vương Đệ, không ngờ lại gặp đệ ở đây. Giới thiệu với Huynh, đây là chị cả Thúy Kiều, còn đây là chị hai Thúy Vân. Chào nhị vị tiểu thư. Đây là Kim Trọng Huynh, Huynh ấy là một bậc hiền tài hiếm có, và cũng là ứng viên của Trọng Nguyên năm nay nữa. Thôi, trời đã xế chiều, chúng ta mau đi tả mộ rồi về. Nàng đang tư tư đấy phải không? Nàng không nhớ ta sao? Ta và nàng mới gặp nhau lúc chiều đó. Nhà ta ở mé Tây Thiên, nơi có chiếc cầu nhỏ bắc qua dòng sông, nơi đồng cỏ xanh đó. Lúc chiều, nàng ghé thăm, còn có chút quà chay tặng ta. Nàng nhớ ra chưa? Nàng là Đạm Tiên. Ta xem thông số đoạn trường, có tên nàng ở đó. Nghĩa là ta và nàng cùng hộ cùng thuyền đó. Ô, cũng là duyên trời định. Đây là 10 đề bài hội chủ mới ra. Hội chủ bảo ta mang đến cho nàng làm thử. Mẹ. Con sao vậy? Có chuyện gì vậy? Đừng sợ, có mẹ ở đây rồi. Thúy Kiều. Mẹ. Đêm qua con vừa gặp ác mộng vô cùng đáng sợ. Con vừa gặp ác mộng à? Hôm trước trên đường tảo mộ về, con gặp ngôi mộ của một người con gái tên là Đạm Tiên. Đêm qua, trong giấc mơ, con mơ thấy nàng đến. Nói với con rằng con và nàng ấy cùng hội cùng thuyền, cùng có tên trong sổ đoạn trường. Mà sổ đoạn trường là gì hả mẹ? Con đừng nghĩ nhiều. Sẽ không có mấy chuyện lưu trai đó đâu con. Sau đó, nàng ấy đưa cho con 10 đầu đề thơ và bảo con vịnh vào đấy. Con vịnh xong đưa cho nàng xem. Nàng ấy khen thơ con hay, nếu cho vào sổ đoạn trường ắt sẽ danh giải nhất. Nếu cứ chiếu trong mộng mà suy ra thì phận con sẽ giống như Đạm Tiên phải không mẹ? Người ta nói ngày nghĩ sao thì đêm chiêm bao làm bình thường thôi mà con. Con đừng suy nghĩ nhiều mà tổn hại đến sức khỏe.
Thôi, chiều muộn rồi, con vào trong đi. Mẹ nấu cho con chén canh, kẻo sắc mặt con xanh xao lắm. Dạ mẹ. Công tử Kim Trọng đang ở trong thư phòng đọc sách, để hạ nhân vào bẩm báo. Công tử. Kim huynh. Này Kim huynh. Này Kim huynh. Tương tư người đẹp nào vậy Kim huynh? Thực ra thì ta chỉ đang nghiên cứu lại đề bài thi năm ngoái mà thôi. Hai chữ tương tư lộ rõ trên trán của huynh rồi kìa. Mà hôm nay qua tìm ta có việc gì chăng? À, ta sang đây để hỏi huynh bài đề bài thi năm ngoái thôi mà. À, chuyện này thì ta có thể giúp huynh. Đừng tập những cái trò nam nhi này. Gia đình chúng ta giờ đã giàu có nhất nhì cái xứ Kinh Kỳ này, có còn phải là phường buôn thịt bán gà như ngày xưa nữa đâu. Cho nên con phải tập làm sao cho ra giáo của một tiểu thư quê cát, của một gia đình thế gia. Mẹ, con trước đây vốn quen sống ngay thẳng, không quen điệu đà giả dối, với lại muốn kiếm cái gì là sai đâu hả mẹ. Thế nào là quen ngay thẳng? Ý con nói mẹ thuộc phường buôn điêu bán thiếu ấy à? Mẹ làm điều đấy là vì con. Mẹ muốn con có một mối tốt. Mẹ muốn con trở thành một bình phục phu nhân. Chứ đừng như mẹ. Cảnh mẹ quá con côi, suốt đời trước mặt giao cho thiên hạ, mang tiếng là phường buôn bán. Dẫu có giàu có thế nào, mẹ có không muốn. Mẹ biết con còn yêu thằng Tử Hải, nhưng mà thằng phản loạn giặc của triều đình ấy. Còn chưa kể, nếu ai đó ghen ăn tức ở Tú Hân đã từng là gia nhân nhà chúng ta, thì e rằng vạ oan sẽ giáng xuống gia tộc nhà chúng ta. Tụi Chu Di cựu tộc đấy con ạ. Mẹ, con không muốn, con không muốn. Con Thư, con thực sự muốn giết mẹ phải không? Nếu mẹ làm quyết, con sẽ theo Thư Hải. Con không để mẹ lưu vậy. Nếu không nghe lời mẹ, thì con đừng làm con gái mẹ nữa. Thứ hai, chàng đang ở đâu?